Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop bán phụ kiện VCV nhá. Ở trong chương trình hôm nay có một clip ngắn giới thiệu với anh em về cái phụ kiện lẻ. Phụ kiện mua thêm của cái bơm máy cao áp nha các bác nhá. Bơm máy cao áp hàng nhập khẩu giá rẻ. Hay anh em vẫn quen gọi cái bơm này là bơm con hổ nhá. Cứ nói chung gọi là bơm con hổ. Thì phụ kiện của nó là có cái dây bơm không lọc ẩm nhá. Đi theo máy này dây bơm không lọc ẩm. Còn trong quá trình dùng mà các bác muốn dùng thêm lọc ẩm thì các bác có thể mua lọc ẩm to, bông mút rời để về các bác dùng nhá. Đấy, đầu tiên là cái dây bơm và cái mút lọc ẩm này. Dây bơm là không lọc ẩm. Các bác có nhu cầu cần mua thêm cái cục lọc ẩm và mút đấy nhá. Thế còn đây là cái gói phụ kiện. Gói phụ kiện đi theo bơm. Trong mỗi một bộ bơm sẽ có một cái gói phụ kiện này, là có những cái đồ linh kiện để các bác lắp vào đây để các bác dùng, và đồng thời để các bác cất đi sơ cua dự phòng, sửa chữa thay thế nhé. Thì cái này thì một số anh em là dùng thời gian lâu cũng đã dùng hết cái gói phụ kiện này rồi nhá. Có nhu cầu muốn mua gói mới thì shop đã liên hệ nhập được đây các bác này nhé. Đây là tất cả những cái gói phụ kiện nhé, gói phụ kiện lẻ các bác có thể mua được về để các bác dùng thay thế. Một gói như này là 200.000 là bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh luôn nhá. Thế còn trong này có gì từ từ tôi sẽ cho các bác xem. Đây là cái gói phụ kiện đi theo bơm này. Thì tôi đổ ra đây, trả đổ ra đây. Đấy. Đây là gói phụ kiện đi theo bơm các bác nhá. Cái này gọi là cái ốc thông hơi. Ốc thông hơi này rất là quan trọng. Các bác về dùng đầu tiên là phải tháo cái nắp nhớt này ra. Tháo nắp nhớt ra, xoáy cái ốc thông hơi này vào thì nó mới thoáng máy, nó mới chạy được. Còn các bác để cái này nó bí, nó nén hơi rất là khỏe, rất là căng, nổ cả cái nắp này luôn, vỡ cái nắp này luôn nhá. Ốc thông hơi này nhá các bác này. Hai lòng đen nhựa này, hai lòng đen nhựa này thì để lót vào phía bên trong của cái chỗ mà các bác xoáy dây bơm ấy đấy, để cho nó giữ được hơi. Tại vì giờ các bác hình dung ra là cái dây bơm của mình nó là phần cứng, cái củ này nó cũng là cái cứng. Thì hai cái cứng mà tiếp xúc với nhau ấy thì sẽ không kín hơi được, nó phải có một vật liệu mềm ở giữa thì nó lòng đen nhựa này, lòng đen nhựa này. Cái lò xo và cái này gọi là cái ban một chiều nằm ở trong ấy nha các bác nhá. Đây là một cái linh kiện ở trong sẽ có cho các bác theo để các bác sơ cua thay thế này. Còn lòng đen bạc này, lòng đen bạc trắng này nhá, lòng đen đồng này, con lòng đen đồng này. Thì con lòng đen đồng này ấy, là cái con lòng đen nằm ở trên đỉnh như này, trên đỉnh này. Các bác tháo ốc nhỏ ra nhé. Ở trên dưới đấy có một cái lòng đen đồng. Lòng đen đồng này có tác dụng là nó giúp áp chịu được ở cái mức mình mong muốn, có nghĩa là khoảng 400 kg. Khi mà các bác bơm quá 300, gần 400 ấy thì là cái bình nó sẽ nguy hiểm, thì là cái lòng đen đấy sẽ nổ trước, nổ lòng đen để xì hơi ra, hơi không lạc vào bình nữa. Cái này gọi là cái chế độ chống nổ bình ấy, mình gọi đơn giản như vậy, nhé, chế độ chống nổ bình. Thì nó có lòng đen đồng đi theo này, các bác dùng thêm này. Có một cái sim nhỏ này, một sim to này, một sim nhỏ, một sim to. Còn này là những cái bạc sắt này là quấn ở trong cái phốt, nằm ở trong cái phốt này này. Đây là cái phốt để cho các bác thay thế. Cái phốt này nằm ở vị trí nào thì nó nằm ở vị trí là cái ti ấy. Cái ti mà nó gắn vào bê tông ấy nằm ở trên này này. Nằm vị trí này này các bác này. Đây tôi có một cái ti cho các bác hình dễ hình dung. Đây nó nằm ở đây này. Đấy, cái ti nó sẽ bắt lên đỉnh đầu bê tông. Và cái phốt nó nằm ở trên cùng. Rồi cái phốt là cái tầng nén trên này. Bê tông là tầng dưới, phốt là tầng nén trên. Đấy. Hai cái phốt. Những cái vòng sắt này, cái nõi ở trong. Đấy, hai cái phốt đi theo để dự phòng này. Đấy. Một cái đầu gọi là đầu chốt dây để các bác téc áp đây, đầu cho dây téc áp là con này còn đặc xịt nhé. Và một cái đầu giống như van nạp mà nó có gen xoáy vào van xe máy, xoáy vào van xe máy nhé. Đấy. Thì đây là cái phụ kiện đi theo của cái bơm máy, nó có bấy nhiêu thì các bác mua về dùng thời gian cũng đã hết, muốn mua thêm thì là shop đã nhập được cái gói phụ kiện chuyên nghiệp cũng giống như vậy luôn. Đây, bóc một gói bất kỳ cho các bác xem, bóc gói bất kỳ cho các bác xem nhé. Đấy. Cũng y chang như vậy, không khác gì, không khác gì hết nha các bác nhé. Đây, không khác gì cả. Ốc thông hơi này. Đấy. Van một chiều này.
sim to này, sim nhỏ này, lòng đèn trắng này, lòng đèn vàng này nhé, lòng đèn nhựa này, đai sắt này, ắc sắt này, hai cái phốt này, hai phốt dự phòng này các bác này, đấy, hai cái phốt này nhé, đầu teak áp này, đầu bơm nạp theo kiểu xoáy được vào van xe máy, nói chung là nó bắt vào dây bơm, nó bắt vào dây bơm, đây bắt vào dây bơm như này, đấy, và phía ngoài này nó có gen để xoáy được vào van xe máy để các bác truyền sang những cái dây khác đấy. Đấy các bác thấy nhá, cái gói phụ kiện để các bác mua lẻ nó cũng giống đặc như là cái gói phụ kiện đi theo cái bơm máy nhá các bác nhá. Đây 200.000 một gói đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh về đến nhà này các bác. Đây các bác cập nhật được thông tin, có nhu cầu cần mua thêm gói phụ kiện thì vui lòng liên hệ với shop theo các số điện thoại ở bên phía dưới màn hình nhá các bác nhá. Các bác cứ liên hệ các số điện thoại bên phía dưới màn hình. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Thế ngoài cái phụ kiện nhỏ đơn giản này thì các bác nào có nhu cầu mà cần thêm bộ hơi bít tông xi măng này hay là cả cái bộ đầu bò luôn thì cũng có hết nha các bác nhé, có đủ hết, các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.